Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Tiếp nối trong chuỗi series video về game NFT, Play to Earn hiện đang là xu hướng rất hot trên thị trường cryptocurrency hiện tại. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con game vừa mới ra mắt vào 8 giờ tối ngày 19 tháng 10. Đây là kênh Telegram của con game và các thông báo ra mắt game đó bạn. Và sau đó ít phút thì con game này nó cũng đã ra mắt cái marketplace. Và tên của con game này là My Master World, tại địa chỉ mymasterworld.com. Nó lấy cảm hứng cũng như là các hình tượng của các vị tướng trong bộ truyện Tam Quốc Chí như là Quan Vũ, Triệu Vân, Lữ Bố. Và đây là con game thuộc thể loại Free Play to Earn and Profit Sharing, tức là bạn có thể chơi game này hoàn toàn miễn phí và các bạn không phải bắt buộc mua một cái NFT để có thể chơi game. Thì khi các bạn vào game, các bạn sẽ được một con tướng miễn phí và các bạn có thể kiếm được cái token trong game từ con tướng đó mà không phải đầu tư bất cứ một cái đồng tiền nào vào game. Thì tất nhiên khi mà các bạn được một vị tướng miễn phí thì cái NFT tướng đó sẽ không thể bán trên cái marketplace của game, cũng như là nó sẽ bị hạn chế về cái khả năng mà kiếm được tiền trong game. Thì trên cái thị trường marketplace này của game, nó sẽ bán những cái con tướng mà có phí các bạn. Tức là nó sẽ có giá khác nhau và các bạn sẽ phải đầu tư và mua cái con tướng này. Thì những con tướng này nó sẽ có cấp độ cao hơn cái con tướng miễn phí và có khả năng kiếm được tiền nhiều hơn những con tướng mà các bạn chơi miễn phí. Thì profit sharing này có nghĩa là nó sẽ chia cái lợi nhuận kiếm tiền trong game á bạn cho các cấp độ khác nhau. Thì các bạn cấp độ càng cao thì các bạn sẽ được chia sẻ nhiều lợi nhuận hơn, và cấp độ thấp thì bạn sẽ được ít hơn. Cấp độ thấp ở đây là những con tướng mà miễn phí á bạn, và cấp độ cao là những con tướng mà các bạn mua trên cái thị trường marketplace này. Game này là một game có đề phi các bạn, và các bạn có thể staking các NFT này để kiếm token ngoài việc các bạn chơi cũng như là hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm token trong game. Đây các bạn, người chơi có thể kiếm bằng cách staking các bạn, và có thể mời người chơi khác chơi game. Tức là nó sẽ có một cái hệ thống referral để các bạn có thể mời và kiếm được cái hoa hồng giới thiệu và chơi và hoàn thành các thử thách trong game đó bạn. Và cũng có thể trading cũng như là trao đổi các NFT, hero cũng như là các vật phẩm của game qua cái marketplace. Đây là những tính năng của con game này. Nó sẽ có world boss cũng như là các trận chiến với các chế độ mod khác nhau các bạn. Round map của con game này hiện tại đã đến quý 4 năm 2021 nè bạn. Và nó đã đến cái dòng cuối cùng này rồi. Tức là nó đã chạy game và cho phép staking các bạn. Thì cái năm 2022 thì cái lộ trình của nó sẽ là cải thiện các đồ họa UX/UI cũng như là phát triển cộng đồng và các tính năng mở rộng khác. Token chính của con game này là đồng My Master World Token với cái ký hiệu là MAT các bạn, và nó có cái lượng tổng lượng supply là 100 triệu và nó chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain. Thì cái token này được phân bổ theo cái hình ở dưới đây nè bạn và các chi tiết ở dưới đây. Thì nó có 15 triệu token để các bạn có thể play to earn, tức là kiếm trong game. Thì hiện tại cái token MAT này nó đã có mặt trên nền tảng CoinMarketCap cũng như là CoinGecko rồi các bạn. Và con game này được rất là nhiều group crypto ở Việt Nam giới thiệu từ những thời gian mấy tháng gần đây. Và nó trở nên rất là hot các bạn. Hầu như tất cả các group crypto nổi tiếng ở Việt Nam đều giới thiệu cái con game này.
Và chúng ta cùng đến với cái team đằng sau của con game My Master World đang rất là hot này các bạn. Và đây là một đội ngũ đến từ Việt Nam. Đây các bạn thấy, và đây đều là những người mà có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái thị trường cryptocurrency, blockchain cũng như là thị trường làm game ở Việt Nam. Và nó được advisor bởi thị trưởng đó bạn. Đây là một nhân vật khá là nổi tiếng và là CEO của Boca Florai. Anh này advisor rất là nhiều game khá nổi tiếng đó bạn. Và đây là những partner của con game này. Và những cái kênh truyền thông của game là có Business Insider, Yahoo Finance. Thì các bạn có thể tham gia cũng như là theo dõi các thông báo của con game này đến từ Facebook nữa bạn, fanpage của Facebook, kênh Telegram, Twitter, Medium cũng như là Discord của game. Thì mình hay thường theo dõi ở kênh Telegram nữa bạn. Trên đây nó thông báo khá là đầy đủ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua con game này một cách trực tiếp các bạn, bởi vì nó đã ra mắt game rồi. Và đây chính là cái thị trường marketplace của game đó bạn. Các bạn có thể vào đây để mua những con tướng có thể giúp cho các bạn kiếm được lợi nhuận cao hơn việc với các bạn chơi free các bạn. Hiện tại thì mình không thấy cái mức cái filter để xếp cái giá mà tăng giảm các bạn, thì các bạn chỉ có thể nhìn trên đây đó nè. Thường thì mỗi con tướng có khoảng ba mươi mấy đồng mát này các bạn, thì nó rơi vào khoảng đầu tư khoảng trên 100 đô vào một con tướng này trên thị trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào con game này để trải nghiệm. Các bạn bấm vào nút play game này các bạn, thì nó sẽ dẫn các bạn vào game. Thì đầu tiên vào game các bạn sẽ phải đăng ký một cái account. Các bạn bấm vào chữ sign up này, các bạn điền cái tên tài khoản của bạn. Cái này là tùy chọn các bạn. Và điền password cũng như là nhập password. Thì cái tên account này các bạn không nên cho có dấu cách hoặc là nó chỉ giúp bạn viết liền. Và các bạn nhập captcha, sau đó bạn sign up là các bạn có thể đã đăng ký được game rồi, rất là nhanh chóng và không cần phải xác nhận một cái email. Thì mình đã đăng ký một cái email rồi, mình sẽ đi vào game. Cùng đọc qua cái thông báo này. Thì người chơi sẽ được hero miễn phí và sẽ dựng cho mình một cái đội quân để trở thành một bài. Thì các bạn sẽ phải đánh răng là từ ngày 19 đến ngày 19 tháng 10 này đến ngày 19 tháng 11, tức là một tháng. Thì ở cuối cái sự kiện này, những player top rank cao nhất sẽ nhận được các phần thưởng. Top 1 sẽ là 1.000 mát, 100 mát, top 2 là 800 mát, top 3 là 100, top 4 đến top 10 là 300. Và reward này sẽ được trao qua cái ví 500 mát trong vòng 48 giờ sau khi sự kiện kết thúc. Và sau đó nó sẽ được bắt đầu lại. Sẽ nhận được cái hero chủ quân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game. Thì mình chỉ vừa đăng ký con game này thôi, chưa có tạo được những nhân vật nữa. Thì khi vào game các bạn sẽ chọn cái giới tính của mình. Thì
đó có gì các bạn enter một game. Chờ khá là lâu các bạn. Và con game này có thể được chơi trên các nền tảng khác nhau các bạn. Tức là các bạn có thể chơi trên web và PC. Và các bạn cũng có thể chơi trên iOS và Android. Thì cái bản chơi trên iOS và Android thì nó sẽ được release sau đó các bạn. Mình sẽ login lại xem sao mà không có nhanh. Chắc do số người tham gia đông quá cho nên we'll be right back.
Mình thì lần đây là lần đầu mà mình đăng nhập bộ game các bạn, cho nên là nó bị hơi lâu một chút, cho nên là các bạn thông cảm là cái load game nó hơi lâu. Thì cái tên hồi nãy là mình tạo các bạn thì nó đã thành công rồi nè, và nó bây giờ là đã vô cái phần sub vào game các bạn. Thì mình thấy đây là một con game có đồ họa rất là tốt, mặc dù chơi trên nền web nhưng mà nó có cái đồ họa rất là tốt luôn và vô cùng là đẹp. Game nó sẽ cho bạn một con tướng miễn phí nè bạn, và mình mở được cái con quan anh ven anh binh này. Đi cảnh.
các bạn có tướng và lính, thì khi hai con tướng của bạn chết thì nó vẫn còn con lính. Sau đó thì nó các bạn vẫn có thể dùng chiêu được. Khi nào mà tướng và lính chết hết thì các bạn mới có thể mới bị thua trận các bạn. Thì mình đã đánh thắng cái trận này và mình đã win được các phần thưởng như là cái item này nè bạn. Trên góc này là các trang bị. Click vào đây thì nó sẽ tự động, tức là nó sẽ có bao nhiêu điểm upgrade nó sẽ upgrade lên cho bạn một cách tự động. Ta sẽ quay trở về và đánh cái màn thứ hai, cái stack 2 thôi. Cái phần ở dưới đây là cái phần achievement, tức là các bạn hoàn thành được một cái cột mốc thì các bạn sẽ nhận được, tức là các bạn hoàn thành được cái nhiệm vụ cột mốc các bạn sẽ nhận được vàng và đồng, đồng tiền trong game. Thì những cái đồng này có thể dùng để nâng cấp cái túi cho mình chi trả cái của con game này các bạn. Thì chúng ta sẽ gắn những con vật này để tăng cái sức mạnh cho cái vị tướng. Như là các tính năng mới của game.
nên mình thấy những cái tab ở trong đây nè, nó có cái tab activity nè, tức là cái tab nhiệm vụ nè, và các tab về cuộc boss cũng như là ranking, chế độ các bạn xem và chơi và xếp hạng. Thì trong đây nó cũng sẽ có cái bản đồ về mai các bạn. Sau khi các bạn xem được cái sử dụng chơi đầu game, tôi đi vào đầu game này. Qua được cái 4 cái ải và cái ải thứ 5 mới được mở, thì video của mình đến đây là của con game My Master World này đến đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những con game sau, bởi vì video đã quá dài rồi và các bạn sẽ trải nghiệm tiếp con game này với cái phần tutorial của nó để bạn khám phá hết cái tính năng của cái này. Ok, mình có đồ rất là các bạn tới trên web, các bạn có thể dễ dàng chơi hơn. Thì đây chính là cái bản web của con game này. Như vậy là cái phần review về My Master World, một con game khá là hot ở thời điểm hiện tại, của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review các game sau. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình.